Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký văn bản chỉ đạo tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, biển quảng cáo, đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar hay vũ trường. Thành phố giao sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham mưu đề xuất thành lập đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 27 tháng 11. Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm chỉ đạo 15 tổ công tác tiến hành tổng kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh, dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên toàn địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào các nội dung về tiêu chuẩn, điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, tiêu chuẩn đối với biển quảng cáo, tiêu chuẩn điều kiện về an ninh trật tự. Trong quá trình kiểm tra, tổ liên ngành có trách nhiệm rà soát, phát hiện kiên quyết dừng hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện. Thành phố yêu cầu các cơ sở sai phạm phải khắc phục đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, quy định về đảm bảo an ninh trật tự mới được phép hoạt động trở lại. Toàn bộ công tác kiểm tra xử lý phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 12. Trước đó vào ngày 1 tháng 11, tại Hà Nội xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại quán karaoke số 68 trên phố Trần Thái Tông làm 13 người tử vong.